chào các bạn làm cây vậy thời gian bây giờ là 10 giờ 56 phút thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 bài u trưng trắng như mình bây giờ bắt đầu nở hoa đực thời gian này là thời gian mà tất cả các dòng bài sớm đã ra hoa ổn còn không ra thì bỏ bây giờ còn là thời gian vớt phát cuối cùng đối với vải thiều thì tình hình vải thiều của huyện lục ngạn mình như thế nào cũng như sơn động thì mình nắm được khá nhiều khá chi tiết bởi vì mình không nói trong các video nhưng các bạn đều biết mình là người đi khai thác cây cảnh bây giờ chống buổi nào mình đi khai thác buổi đó cho nên mình chẳng quan tâm đến vườn đâu chính vì mình đi khai thác cây cảnh cho nên quan sát rất chi tiết các xã của lục ngạn cũng như là các xã của sơn động cho mình nắm được đặc đặc điểm tình hình của vải thiều năm nay là ra không được ổn cho lắm Vẫn nhiều cây ra Không đều Còn vẫn còn một số lộc non Lộc khoanh muộn Lộc ba là chúng ta ra chưa ổn định Và nhiều anh em chia sẻ Trên những nhội hội nhóm của Phây Là năm nay lộc ba lộc non là không ra được Và mình cũng biết như thế Mình đang quay những cây vải Lộc ba lộc non mình đây Để hoa đây các bạn ơi để hoa. Và mình chia sẻ về kỹ thuật làm hoa của lục non này từ lâu rồi Mình chia sẻ thường xuyên Thì nhiều khi mình chia sẻ thì các bạn bảo mình làm nhiều Nhưng thực tế lưu ý đây là mình chia sẻ Chỉ là mình chia sẻ cái kinh nghiệm Chứ mình chưa hẳn mình đã làm nhiều như thế Để chia sẻ với anh em làm Cho nhiều khi các bạn lại bảo là mình có mấy cây vải mà suốt ngày nói Suốt ngày nói phép Thì mình mình quay ở đây Thứ nhất là để mình lưu lại chính cho bản thân mình Để sang năm mình làm dữ liệu Thôi mình nói nhiều bây giờ mình quay lại bây giờ nhá Thật ra hôm nay là ngày 18 sau lập xuân là 14 ngày rồi Thời gian bây giờ nó quá muộn đối với vậy phải... Cho nên bây giờ các bạn chỉ bằng cách kích thôi nhá Thì kích thì mình nói đi nói lại nói mãi vẫn thế thôi Bây giờ mình đang dùng sản phẩm bom phải ơi nhá Bom phải thì các chất kích thích thì nó có 3 cái chất Gibadidin, Alcin, Cytokinin Thì cứ thấy sản phẩm nào có mấy cái này thì chúng ta phun để bom phía mình vẫn dùng bom phía có cả ba cái này Không thì các bạn à, không dùng bom mình dùng a 3 cửa 3 có ghi benzylin Atonic Kích phát tố hoa trái vân vân Tất cả những sản phẩm này cho kích Bởi vì bây giờ nó quá muộn cho nên chúng ta phải kích mạnh thôi Chẳng có con đường nào khác nữa Vậy là Bây giờ chúng ta kích Như các bạn đều biết vài năm nay Lộc non Lộc vàng Ra lộc, lộc nhiều nhưng bây giờ nó quá muộn thì chúng ta cứ kích Kích bằng đường ra đã Còn nếu khi nó ra xong Mà nó xảy ra những hiện tượng này Hiện tượng kia Thì chúng ta tiếp tục xử lý tiếp Ví dụ như thời gian sớm Mà vải chúng ta ra thật sớm Khi vải chúng ta nhũ lọc Trong thời gian bắt bắt đầu ra hoa Thì chúng ta cứ phun cho mình cái HTC pha 2ml cho 1 lít nước Chúng ta phun vào Thì lọc non Nó sẽ diễn hiện tượng như này và nó chuyển thành hoa các bạn quan sát kỹ nhé đấy lộc non như này nó chuyển thành hoa thì phun như thế thì lộc non nó bị hại nhưng hoa không hại các bạn quan sát thật kỹ để sang năm chúng ta làm đấy đây mình phun đây các bạn nhìn xịt kỹ nhá cái cuống hoa nó khô đây cuống hoa khô như hoa à cuống lá nó khô nhưng hoa vẫn còn nhưng hoa vẫn còn nhưng hoa vẫn còn đây những cây các bạn quan sát thật kỹ cuống hoa nó khô à cuống lá nó khô nhưng hoa vẫn còn vậy là chúng ta phun 2,5 à xin lỗi 2 ml sát TC cho một lít nước khi vừa bắt đầu nhú nó kẹp lọc thì chất phun xong thì nó bị dụng cuống hoa hoặc là khô cuống hoa à dụng cuống lá hoa khô cuống lá nhưng hoa vẫn còn và được như nhà mình đấy là giai đoạn còn sớm mình chia sẻ từ những video rất sớm rồi cái video mà cấm xem ấy hoặc là nhờ youtube riêng tư mình ghi ấy đấy còn bây giờ nó muộn rồi thì rất là khó thì chúng ta cứ phun kích đi bây giờ dùng htc vào mà thời gian này muộn không may nó khô thì nó khô luôn đây mình ví dụ như này cái khô đây à nó khô luôn không may nó không ra được đấy nó vẫn ra xuống hoa trắng trắng ở trong nhà cái này nó khô bởi vì bây giờ nó quá muộn mà chúng ta lại phun xong không may nó diệt là nó khô là mất hoa là mất mùa nhưng bây giờ nó rất là khó ở chỗ bây giờ quá muộn thì các bạn thứ nhất các bạn cứ kích, kích nhá kích mạnh vào Để cho chân kích thích sau khi chúng ta kích xong thì cây nó sẽ phát triển Tuy nhiên nó sẽ hai hướng, một là thành lọc, hai là thành hoa. Bởi bây giờ quá muộn. Nếu như thành lọc thì các bạn vẫn xử lý HTC. Nhưng các bạn xử lý không được cao đó nhá. Thì bây giờ các bạn xử lý HTC bằng cách như sau. Các bạn pha cho mình 1 ml HTC cho 1 lít nước. Cộng thêm NPK dầu kali, ví dụ 7544 của Quang Nông hoặc hợp chí. Hoặc là MKP MKP và NPK chúng ta pha bằng mát bình trung bình. Bằng mát trung bình. Và 1 ml HTC cho 1 lít. Chúng ta pha như vậy, vậy là MKP và HTC à MKP và N dầu PK dầu kali nó bằng mát. Như nó cộng thêm 1 ml HTC nữa. Vậy lúc này phân nó có tác dụng ức chế bất lọc cộng thêm HTC khi tác dụng mạnh hơn thì hy vọng cái lọc chúng ta được ức chế và hoa ra được Chỉ hy vọng thế thôi Tất nhiên bây giờ chỉ là không phải 50-50 đâu Mà 90 trên 10 một, à, 10 trên 9, 100 thôi Tức là chúng ta phun bao giờ Thì hỏng hoa hỏng vải và mất mùa là chính thôi Nhưng cứ cứu Mình làm nhiều video như các bạn chắc không để ý Đến bây giờ nó quá muộn rồi Thì làm sao làm gì được nữa Đấy nhá Vậy nếu các bạn bảo lộc ba không ra hoa Lộc ba muộn không ra hoa thì các bạn quan sát những cái vải mình đây những cái vải mình đây không những muộn mà cực kỳ vô cùng cực kỳ muộn lập đông nó mới nhú lọc như bây giờ hoa nó đây đang hiện hiện ra hình ảnh trước mặt các bạn các bạn xem có thấy lọc không hay là hoa hoa như nào đấy tất cả những hoa này trước đều là lọc bước đầu lọc còn hơi nhí nhí đây cành này nó chắc là bén mạnh quá nó không ra được hoa bây giờ đang ra ở trắng trắng trong này chắc ngọn này nó cao còn ngọn phun mới thấp hơn thì lại được như này đấy những cây này là những cây lộc cực non và lộc cực xanh cho nên khi ra đen xì và toàn là lộc mình đã dùng 2 ml htc cho một lít nước phun từ hôm mùng 10 tháng um, mùng 10 tháng uh, riêng chính là hôm đó là chuẩn bị chuyển sang thời tiết là ấm áp. Chính là mùng 1 tháng 2. Vậy là tất cả lộc nó bị thui đi. Sau đó dần dần ra thành hoa như trong video các bạn đang xem. Và hoa của mình khá muộn nó cũng không còi. Đây còn bây giờ hoa nó còi thì các bạn phải phun cái sản phẩm gì? Có thể trước các bạn phun bom vừa phun lần bom nữa hoặc là các dòng canxi, bo hoặc phân bón lá để làm cho hoa nó mập. Ngoài ra, bây giờ nó muộn rồi thì các bạn lại phải dùng thuốc sâu thuốc bệnh để chúng ta phun cho giữ bằng được hoa, ví dụ hoa này nó còi. Đây, nó còi. Để hoa nó dài ra. Nếu như ra đúng vụ thì chúng ta không cần chăm sóc gì, cứ để bình thường chỉ rút sâu thôi nhưng bây giờ nó muộn rồi thì các bạn phải chăm tốt và lưu ý khi chúng ta phun kích vào nó không ra được hoa hoặc không ra gì chúng ta đừng tưới dưới gốc trời này không phải khô chúng ta tưới phun xương trên ngọn để phun xương trên ngọn cái này là mình phun lâu rồi cho nên bây giờ nó vẫn nhú lọc cái này mà cây vải đã ra hoa rồi thì nhú lọc này thì đơn giản chúng ta chỉ bấu đi thôi ít cây còn không bấu thì thôi chúng ta không phun nữa đây các bạn nhìn chi tiết rõ nhất cái bông này nhá Đấy. Vậy mình chốt lại video của mình như sau Tình hình năm nay thời tiết không phải quá không bất thuận cho cây vải Nhưng vì có thể do kỹ thuật chăm sóc của chúng ta nó chưa phù hợp Một là có thể các bạn ức chế quá nhiều Dễ hiện tượng bao giờ vải nó không ra được hoa Hai lộc non có thể do trời năm nay cũng khô rét kéo dài Nhưng nó không rét đậm rét hại quá Giữa hiện tượng nó chưa thuận lợi cho ra hoa Nó vẫn có thể ra lọc Thứ ba có thể các bạn kích tưới Làm cho độ ẩm nó cao Trong khi đó độ ẩm đã cao rồi Cho cách khắc phục bao giờ Nếu như vườn vải muộn Mà không ra được hoa Thứ nhất chúng ta lại phân phun kích Thôi rất nhiều sản phẩm đơn giản nhất đó là G3 thì chúng ta phun G3 đi. Còn đầu tư được các bạn phun bom phải đâu. Ngoài ra còn kích phát tô hoa trái hoặc là hạt à, uh, bom hít kích phát hoa trái này, hay baron vân vân, tất cả những sản phẩm kích mạnh vào. Đấy. Sau đó các bạn phun xương trên lá bởi thời gian này trời khô ráo nó không có xương trên lá rồi phun xương trên lá nếu nó ra hoa kẹp lọc thì các bạn dùng MKP hoặc NPK dầu kali ví dụ 7544 của Quang Nông, hợp chí là của sản phẩm nào tùy. Các bạn pha đúng mác trung bình và cộng thêm HTC pha 1ml cc nhé. Các bạn pha nhiều quá lại sợ nó bị hỏng mất. Vậy thôi nhá. Sau đó các bạn phun thuốc sâu thuốc bệnh bình thường và lưu ý bây giờ rất là nhạy cảm không may là vải chúng ta không ra hoa được hoặc ra hoa nhưng không may nó có thể bị ngộ độc bị hỏng hoa còi hoa như này thì các bạn phun hạn chế cộng chịu khó vất vả bởi cả vườn chúng ta chỉ có vài cây thôi đấy như mình chỉ có vài cây kia thôi còn đây cũng lộc non đây lộc này lộc cực non vãng lộc 3 đây như hoa mình hơi còi bởi mình chẳng chăm sóc cái gì các bạn nhìn đất mình các bạn biết nói là bón kali lân Như tận giờ rác vẫn chưa bừa xong vẫn đi miết đi khai thác cây cảnh cảm ơn các bạn xem video nhé mình nói mãi vẫn vậy mà thôi chúc các bạn có những biện pháp kỹ thuật làm tốt nhất hoặc nếu phải chúng ta không may không ra được hoa hoặc ra lộc rồi hỏng rồi thì các bạn tiếp tục rút kinh nghiệm để sang năm ngoài ra thôi thì lâu lắm mình không chia sẻ kêu gọi anh em đăng ký kênh mình thấy mình làm cái gì không hề có chút vụ lợi hoàn toàn vô tư Có biết gì nói đó Cho trong cái đó có những cái đúng, có cái sai, có cái không phải Nhưng mình thấy mình chỉ mong rằng chia sẻ những cái gì mình biết Để anh em chúng ta cùng nhau tham khảo và làm được những vụ hoa tốt nhất Cho nên mong rằng các bạn đăng ký kênh, chia sẻ với mình để nhiều người cùng biết Để cho kênh mình phát triển, mình có động lực, mình làm hơn Bởi vì nói thật, làm cái này để tính tiền thì không được bao nhiêu đâu một tháng vài trăm nghìn thôi nếu các bạn đăng ký kênh, nhiều người xem, nhiều người lượt like, kênh mới lên dần thì mình có động lực mình làm nhiều video hơn, nhiều hơn và chia sẻ tất cả những cái gì mình biết. Hơn cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.